Hiện tại thì ở trên tay em đang là một con 11 Pro trắng, mà nếu anh em mang đi bất kỳ đâu kiểm tra, kể cả có bóc ra thì đến 99% thợ đều bảo là máy zin. Nhưng mà thực chất ấy, con này là đã qua sửa rồi nhá. Nhưng mà kể cả bóc ra để kiểm tra bên trong ấy thì vẫn không thể nào biết được ấy là con máy này đã sửa nhá. Đấy, đầu tiên là em cho anh em xem về ngoại hình đã. Đấy, ngoại hình của cái con này ấy thì là không cấn móp xước mạnh gì cả. Đấy. Màn zin, lưng zin, vỏ zin, camera zin, tất cả mọi thứ bên ngoài này đều là zin. Thì tất cả những cái máy mà bước đầu tiên ấy là bên em phải kiểm tra bên ngoài trước đã, sau đó mới đi đến mở ra để kiểm tra bên trong. Bên ngoài ấy mà không đặt chuẩn, có mở ra thì cũng chả để làm gì cả. Còn chi tiết để xem được bên ngoài, để nhận biết được bên ngoài một con máy zin là như nào thì em sẽ làm ở những cái clip khác. Còn giờ em sẽ cho anh em xem bên trong của con máy này như nào nhá. Đây là bên trong của con máy này nhá. Đấy. Đầu tiên là về màn hình này, màn hình anh em có thể thấy nhá. Đây vẫn nguyên cái lớp siêu ở đây này. Lớp siêu ở đây này. Đấy. Rồi là ở trên cái mắt cam này vẫn nguyên các lớp xốp đệm nhá. Những cái lớp xốp đệm này là để bảo vệ Face ID, để tránh những cái bụi bẩn lọt vào nhá, bảo vệ cái Face ID nhá nhá. Đấy, thì vẫn nguyên các lớp xốp đệm này. Đấy. Rồi dưới phần này gọi là IC hay là gọi là những con chip. Những con chip thì xung quanh những cái con chip này, những cái vết keo ở xung quanh này đều rất đều và đẹp nhá. Đấy, thì trên cái màn này không có dấu hiệu gì là sửa chữa hay là động chạm trên cái màn này cả. Thì cái màn này là cái màn zin nhá. Đấy, tiếp đến là quả pin này. Quả pin này thì cũng là quả pin zin nhá. Anh em nhìn ở trên này, những cái siêu pin của siêu pin zin này, đây là siêu pin zin này, thì những cái siêu này cũng rất đều và đẹp, rất là vuông vức và ngay ngắn nhá. Đấy. Phông chữ ở trên cái quả pin này cũng rất là đều tăm tắp. Đấy, từng cái nét nét chữ rồi là phông chữ thứ này cũng là đều tăm tắp và rất là rõ ràng nhá. Đấy, tiếp đến là phần main này. Phần main thì cũng không có dấu hiệu gì động chạm khò hàn hay là dầu mỡ các thứ chảy ra đây cả, thì cũng không có dấu hiệu gì ở main cả. Đấy. Đấy, cái khe viền này cũng rất là đều, sáng. Đấy. Nói chung là trên cái con máy này là nhìn vào đây thì anh em sẽ thấy đây là một con máy zin nguyên bản và chưa động chạm thay thế gì cả, đúng không? Nhưng thực chất ý, là con này đã sửa Face ID rồi nha. Đấy, con này đã bị sửa Face ID rồi. Nhưng mà nếu em không nói thì chắc chắn anh em không thể biết được. Kể cả có mở ra xem như này thì anh em cũng không thể nào mà biết được con này đã sửa Face ID rồi. Nếu mà như ngày trước ý, nếu sửa ý, thì ở trên những cái phần này nó sẽ có bám rất là nhiều vân tay ở đây, hay là ở những cái phần này nó sẽ có keo các thứ lộ ra này, chỗ con mắt bể mố thứ ấy nó sẽ có keo các thứ lộ ra hay là loang lổ thứ ở đây. Nhưng hiện tại ở trên con này không hề có một cái dấu vân tay và cũng không có loang lổ cái thứ ở đây gì cả, nên là không thể nào mà nhận biết được. Nói đến ấy, anh em cứ nhắc đến là pháp sư Trung Hoa rất là cao tay, đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy, pháp sư Việt Nam cũng cực kỳ cao tay anh em ạ. Sửa cực kỳ đẹp và nhìn vào anh em không có thể biết được ấy, bởi vì phần này ấy, nó rất đều, rất đẹp. Anh em nhìn vào anh em không thể nhận biết được là cái này nó đã sửa rồi. Và để biết được ấy thì anh em phải mở mở cái cụm này ra, nhấc lên và xem bên dưới thì anh em mới có thể biết được là con này là đã sửa rồi. Như anh em đi mua máy ấy, chưa chắc là người ta đã mở ra cho anh em xem như này đâu nhá. Chứ đừng nói đến chuyện là nhấc nguyên cái cụm này lên để cho anh em xem con này đã sửa Face ID hay chưa nhá. Đấy, thì cái con này là như em nói đấy, con này là đã sửa Face ID rồi, và hiện là cái con này là em đang bán thanh lý với giá rẻ. Nói thật nhá, cái này ấy nếu mà để ra bán một con máy zin như bình thường ấy, thì anh em có mang đi kiểm tra hay như thế nào thì đến 99% cũng chả thể biết được. Nhưng mà em không làm trò đấy để làm gì cả. Đấy, cái cảm giác hổ thẹn với lương tâm nó cắn rứt lắm. Đấy, cái đấy thì em không làm được. Còn những cái con máy sửa rồi, có những cái con máy đã sửa rồi ấy, thì anh em mở ra, ví dụ sửa main này hay là màn hình ép kính những cái thứ ấy mở ra ấy thì sẽ thấy ngay. Nhưng mà riêng con này nhá, mở ra không hề có dấu hiệu gì cả và bên trong rất là đẹp như này, có mở ra anh em cũng không biết, thì em phải dán những cái tem này này. Đấy, tem tem của Hoàng Kiên nhá, đã sửa rồi, để có thể nhận biết được con này là đã sửa rồi. Còn những cái con nào mà sửa nặng như các thứ thì thường là em không dán tem, bởi vì em bán thanh lý mà, mở ra phát là biết là con này bán thanh lý ngay. Đấy, bây giờ thợ thuyền các thứ trình lên cao lắm rồi, nên là anh em đi mua máy cũng thực sự là cẩn thận nhá. Anh em đi mua máy như này, nếu anh em mua máy như này mà được với một cái giá rẻ thì em không nói để làm gì. Nhưng những cái con máy như này người ta có thể bán ra một con máy zin nguyên bản giá cao là điều bình thường, bởi vì có mở ra người ta cũng biết đâu. Đấy, nên là hãy thực sự cẩn thận.
Hãy là một người mua hàng thông thái và lựa chọn cho mình một cửa hàng thật sự uy tín để đảm bảo mọi quyền lợi cho mình nhé. Còn những con máy này em sẽ bán thanh lý với giá rẻ, và anh em nào quan tâm có thể để lại comment ở phía dưới thế nhá.